cô sẽ trả bài kiểm tra cho lớp mình nhá. Qua bài kiểm tra này cô thấy học lực của lớp mình rất là kém đấy nhá. Đại. 3 điểm. Bạn Nhi được 9 điểm nhá. Hương thì có hơi thấp hơn một chút, 8 điểm. À, bạn Dương Lam thì điểm cao nhất lớp. Bạn Dương Lam được 9,5. Trái lại với Dương Lam ấy thì Sơn Lâm điểm cao cũng kém. 1 điểm. Hiệp. Phải tin là tớ. 5 điểm. Bạn Phương đâu rồi nhỉ? Em cầm bài cho bạn Phương nhá. Phương được 6 điểm này. Ui, thế nào mà... Còn bạn Nguyên thì 7 điểm. Qua cái bài kiểm tra hôm nay ấy, thì cô thấy lớp mình có một bạn rất chi là tiến bộ, đó bạn Dương Lam. Các bạn còn có một số người ấy, thì là điểm thì không có vượt qua con số trung bình. Tôi không hiểu là các cô các cậu học hành cái kiểu gì. Thế này thì các cô các cậu liệu có qua cái kỳ thi không? Đã chép bài của bạn đây thì lại còn so đo khoe ra nữa. Cứ cái đà học như thế này thì tôi nghĩ các cô các cậu không lên được lớp đâu. Mình là mình trốn đi chơi. Hay là mình là mình trốn đi chơi. Thanh xuân kia ai ơi, học mãi quên chơi. Cho ta xin một lần quay hết đêm nay. Hay là mình trốn đi chơi. Hay là mình trốn đi chơi. Học hành rồi làm gì mà chẳng biết cái mô. Hay là mình trốn em ơi. Thế nào em tính đi. Hay là lên đường ta ngó du khắp phố phường. Ta đi đâu chơi đâu anh chẳng chờ thêm nữa đâu. Học lên tới tầm này anh cảm thấy lắng ngò. Lỡ mai mốt tao rớt thì tự mày phải tính sao. Chắc lúc đó bố anh làm sao mà sống được. Thế là quyết phải cúp tiết em ơi. Không thể để lâu lỡ mai lo hết sầu. Hay là mình trốn đi chơi. Hay là mình trốn đi chơi. Thanh xuân kia ai ơi, học mãi quên chơi. Cho ta xin một lần quay hết đêm nay. Hay là mình trốn đi chơi. Hay là mình trốn đi chơi. Học hành rồi làm gì mà chẳng biết cái mô. Hay là mình trốn cô em. Cô Nam ơi. Chú Toàn đang ngồi chợ ở bàn bên. Vân Ly chúng nó đang selfie ở bàn trên. Hay mình trốn học đi em. Trốn học đi em. Hay mình trốn qua căng tin. Trốn luôn nhà em. Để tao nói cho tụi mày nghe. Tụi nó chán học tụi nó mới trốn. Đâu có dễ mà tao đi trốn. Ông bảo vệ bắt được khốn đốn. Ông thầy ông cũng đã từng nói thằng Tùng điểm 3 còn mình điểm 9. Qua sang ngân bật nó hân hỉ. Trong tay nó cầm đô la Mỹ. Nỗi lòng hoang mang chiếu sang khắp căn phòng. Thôi đằng nào cũng dốt, anh em ta cùng lên đường. Nhấc cái tay khoác cái vai coi như là chung đường. Nhấc bước đến cửa, nhịn bước ra đường. Thôi xong bị tóm qua, đây là một bị món quà. Cũng bị đánh mà không qua thì cũng phải đánh. Số của anh là số ham chơi, còn số của em là số không chơi. Nên vì thế em ơi đừng lo, anh chịu trách nhiệm cho mọi cuộc chơi. Để anh đây là không có tiếng, nếu em thiệt thì anh đỡ liền. Chờ ngày mai bình minh ló ra anh trốn môn văn bùng nốt môn toán. Em ơi em có bằng lòng, mình đi luôn nhé đừng lòng vòng. Vì ngoài kia nhiều người đang hóng em mà loạn quạng coi chừng hết phần. Đậm đà chất học sinh mình oách nhỉ. Bà tiết số cộng hôm nay mình báo nghỉ. Để anh hỏi em lại lần cuối muốn theo anh hay là lớp trưởng. Nhưng mà thôi em đừng nói nữa, hai đứa tụi anh cũng là một thôi. Hay là mình trốn đi chơi. Hay là mình trốn đi chơi. Thanh xuân kia ai ơi, học mãi quên chơi. Cho
ta xin một lần quay hết đêm nay. Hay là mình trốn đi chơi. Hay là mình trốn đi chơi. Học hành rồi làm gì mà chẳng biết cái mô. Hay là mình trốn em. Em ơi em có nhớ không, em đừng ham chơi nữa, quay về bên cô bao tháng bao năm, bao chờ bao đợi, bao ăn bao uống bao tình bố mẹ cô chờ em về. Em ơi em đừng nên cúc tiếc, lo cho tương lai của chân chúng mình em mà ca trớn chén với son có ngày lớn đầu. Em mà ca trớn chén với son có ngày lớn đầu. Hay là mình trốn đi chơi. Hay là mình trốn đi chơi. Thanh xuân kia ai ơi học mãi quên chơi. Cho ta xin một lần quẩy hết đêm nay. Hay là mình trốn đi chơi. Hay là mình trốn đi chơi. Hay là mình